Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ba Vì nhận được đơn trình báo của một thiếu niên sinh năm 2005 trú tại tỉnh Phú Thọ về việc bản thân cùng bạn bị một nhóm thanh niên khoảng 10 người đi trên 4 đến 5 xe máy cầm vỏ chai bia, phóng lợn, tuyết sát tấn công. Xét thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng liên quan đến các thanh thiếu niên đua xe lạng lách, đánh võng, dồn đuổi đánh nhau, mang theo hung khí, các bị hại đều không có mâu thuẫn với nhóm thanh niên trên. Công an huyện Ba Vì đã tập trung lực lượng tổ chức truy xét, xác minh nhằm làm rõ, bắt giữ toàn bộ số đối tượng liên quan. Quá trình xác minh truy xét, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã dựng được toàn bộ nhân thân, lý lịch của 13 đối tượng có hộ khẩu nơi ở tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thường xuyên xuất hiện trên địa bàn huyện Ba Vì, mang theo chai bia, hung khí như dao, kiếm, tuyết sắt gắn dao phóng lợn. Cầm đầu ổ nhóm này là Lê Việt Huy, sinh năm 2007, trú tại tổ 8, phố Sông Thao, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hiện công an huyện Ba Vì đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.